Xin chào các bạn đã quay trở lại với FPT Shop Channel. Acer luôn tỏ ra mình là một nhà sản xuất hướng đến đa dạng các người dùng, từ các dòng cao cấp cho tới các dòng trung cấp. Và hiện tại ở đây mình đang có một chiếc laptop thì ở dòng trung cấp của Acer chỉ tầm khoảng 6 triệu đồng mà thôi. Và nhiều người dùng như là học sinh, sinh viên hay là nhân viên văn phòng với các tác vụ cơ bản thông thường thôi thì họ sẽ lựa chọn những sản phẩm như thế này trong tầm giá khoảng 6 triệu đồng, bởi vì nó hợp với túi tiền cũng như là nhu cầu sử dụng. Thì cái sản phẩm mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chiếc Acer Aspire ES 15. Thì trong clip hôm nay mình sẽ đọc hộp cũng như là trên tay nó nha. Đầu tiên nói một tí về cái hộp thì kiểu đóng cái hộp không có gì ấn tượng cả. Nó chỉ rất là đơn giản với bìa cạc tông bình thường, Acer và hình ảnh của sản phẩm mà thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra luôn. Và phía bên trong hộp thì các đóng gói cũng cực kỳ đơn giản. Hộp ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái hộp phụ kiện đi kèm, đó chính là bộ sạc của Acer. Mình sẽ đặt nó một bên. Và phía bên trong này thì chúng ta có cái vật chính, đó chính là chiếc Acer ES 15. Nó tí ở phía dưới thì chúng ta sẽ có bộ sách hướng dẫn sử dụng của nó. Bây giờ thì mình sẽ mở cái hộp ra. Đây là nhân vật chính của chúng ta, nó được đóng gói rất là kỹ lưỡng phía trong cái hộp này. Và nói tới về thiết kế thì chiếc Acer Aspire ES 15 này thì nó có thiết kế khá là đơn giản với tông đen là màu chủ đạo, và toàn bộ máy được làm bằng nhựa cao cấp. Và phía bên mặt nắp của máy thì các bạn có thể thấy là nó được làm từ những cái đường vân cong như thế này. Một phần là tạo được cái sự sang trọng thẩm mỹ cho máy, một phần là nó hạn chế cái việc bám bàn tay cũng như là giờ nó xinh hơn. Và ở đây thì logo của Acer được đặt rất là phù hợp với nằm bên này, và màu trắng nổi bật trên tông đen màu đen. Cạnh trái của máy là nơi đặt cổng khóa Kensington, cạnh phải là nơi đặt ổ đĩa, cổng USB 2.0, sát cánh tai nghe 3.5 và khe gắn thẻ nhớ SD. Và tất cả các cổng kết nối của máy thì được đưa ra mặt sau để tạo sự gọn nhẹ như là thẩm mỹ hơn. Thì chúng ta sẽ có một cái cổng nguồn, cổng HDMI, cổng USB 2.0, cổng USB 3.0, cổng mạng LAN và một cái khe tản nhiệt. Phần bản lề của Acer Aspire ES 1 thì nó là phần bản lề nhựa, nó được làm trùng màu với lại cái toàn bộ bề mặt của máy luôn. Và tuy nhiên thì cái trải nghiệm với bản lề này chưa thực sự cho mình có một cảm giác chắc chắn, mặc dù là khi mình gấp hay là mở máy ra thì vẫn rất là trơn tru và rất là mượt mà. Acer ES 533C5TS sở hữu một màn hình lớn 15.6 inch với độ phân giải là 1366x768 pixel, với công nghệ màn hình là HD LED. Thì trong phân khúc giá này thì khó có thể kiếm được một chiếc máy nào sở hữu màn hình lớn như là ES 1. Với những thao tác trên một màn hình lớn hơn thì sẽ cho bạn trải nghiệm xem phim cũng như là hình ảnh tốt hơn. Thì mình cũng thử trải nghiệm xem hình ảnh hay là clip trên con này thì màn hình của nó thực sự là không quá xuất sắc. Tuy nhiên thì chất lượng vẫn ổn, và trong tầm giá này thì chúng ta không thể đòi hỏi một màn hình với chất lượng cao hơn được rồi. Và bàn phím của chiếc Aspire ES 15 533 này thì nó có kích thước tiêu chuẩn với layout khá là quen thuộc. Phần bàn phím thì được làm nổi cao hơn nên là cho các bạn có một cái cảm giác gõ cũng như là độ nảy rất là tốt. Phần chiếu kê tay thì được làm đủ lớn cho cảm giác khi mà kê lên sẽ không bị mỏi. Và bàn phím này thì nó còn được tích hợp cả cái dãy phím số phía bên này. Nó sẽ phù hợp thuận tiện cho những của bạn thường xuyên phải làm việc với con số, nhưng mà sinh viên hay là thống kê hay là những bạn làm kế toán chẳng hạn. Phần touchpad đa điểm thì với một cái bàn di động hơn và nó cho mình cái trải nghiệm vuốt chạm cũng rất là thoải mái. Tuy nhiên thì tay mình hay ra mồ hôi nên là khi ra mồ hôi nhiều thì khi chạm với con này nó hơi bị rít tay một tí. Còn về trải nghiệm đa điểm thì việc cuộn thanh hay là zoom lên thì cũng rất là mượt mà. Về cấu hình thì Acer ES 1 được trang bị bộ vi xử lý của Intel Celeron N3350, RAM 4GB, 500GB HDD cùng các đồ họa Intel HD Graphics 500. Với cấu hình này thì Acer ES 1 533 đủ mạnh để xử lý toàn bộ các tác vụ thông thường, xem phim hay là chơi các game 3D nhẹ, và nhắm đến đối tượng người dùng phổ thông, phục vụ đơn giản cho công việc học tập hay là công việc hàng ngày, đặc biệt là trong tầm giá dưới 6 triệu. Và những gì Acer ES 1 533 làm được thì đây là một sản phẩm không thể chối từ trong tầm giá này. Và hy vọng là clip này sẽ mang lại nhiều thông tin cho các bạn về sản phẩm này. Và nếu clip hữu ích thì đừng quên like cũng như subscribe FPT Shop Channel. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.